Mời quý vị và các bạn đến với một thông tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết đang lạnh dần. Do vậy, người cao tuổi cần đề phòng các bệnh hô hấp, trong đó có bệnh ho. Chứng bệnh ho gia tăng khi thay đổi thời tiết gây nhiều phiền toái, khiến người bệnh mất ngủ, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sinh hoạt. Ho khan, dấu hiệu của bệnh phổi. Là tình trạng ho nhưng không khạc ra đờm, dù người bệnh có thể ho nhiều và dữ dội, tuy nhiên vẫn có trường hợp người bệnh nuốt đờm hoặc vì không muốn khạc hoặc không biết khạc đờm. Ho khan kéo dài cần chú ý đến các bệnh lý như bệnh liên quan đến thanh quản, viêm tai, viêm xương trũng, mạn tính. Ho khan kéo dài có thể là do ung thư phế quản, thường xảy ra ở người có thâm niên hút thuốc lá, thuốc lào lâu năm, thường trên 10 năm. Ho khan còn do các bệnh ở tổ chức kẽ của phổi như sơ phổi, phù phổi bán cấp, ung thư phổi, lao kê hoặc do tràn dịch mạn tính màng phổi. Thêm vào đó, ho khan kéo dài cũng có thể là do một số chất độc gây kích thích trực tiếp cơ chế miễn dịch dị ứng. Ngoài ra, ho khan còn do tác dụng phụ của một số thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị tăng huyết áp sử dụng lâu năm. Ho thành từng cơn, ho khan nhiều lần kế tiếp nhau thành từng cơn trong một thời gian ngắn, điển hình là cơn ho gà, bệnh nhân sẽ ho liền một cơn, sau đó hít một hơi dài và tiếp tục ho từng cơn nữa. Cơn ho kéo dài sẽ gây tăng áp lực trong lồng ngực, gây ứ huyết tĩnh mạch chủ trên, khiến cho bệnh nhân bị đỏ mặt, tĩnh mạch cổ nổi phồng tôn ho có thể làm chảy cả nước mắt, đôi khi còn gây ra phản xạ nôn ói. người bệnh bị ho gà có thể kèm theo đau ê ẩm ngực, lưng và bụng do các cơ hô hấp bị co bóp quá mức. <laughs> ho ra máu, ho khan ra máu là tình trạng ho kèm theo máu xuất hiện. ho ra máu có nhiều mức độ từ nhẹ đến nặng. đây có thể là dấu hiệu cảnh báo của các bệnh viêm phổi cấp và mạng tính, ung thư phổi. ho ra máu có thể xảy ra đột ngột trong lúc bệnh nhân cảm thấy khỏe mạnh hoặc sau khi vừa hoạt động mạnh, thông thường 90% trường hợp ho ra máu là do bệnh lao phổi tiến triển, thường kèm ho kéo dài, sốt nhẹ, sút cân. Nếu ho ra máu một chút ít và lẫn trong đờm, ho tái phát một vài lần mà không kèm sốt hoặc không sút cân thì cũng nên nghĩ đến bệnh lao. Ho về đêm do viêm xoang, do viêm xoang khi bị viêm xoang các xoang viêm sẽ bị tắc gây ngạt mũi, các chất nhầy chảy xuống mặt sau của cổ họng và ban ngày các dịch nhầy này được người bệnh xì ra hoặc tự trôi xuống đường tiêu hóa, nhưng về ban đêm dịch nhầy ứ lại nơi cổ họng và gây ho, chứng nghẹt mũi do viêm xoang khiến người bệnh khi ngủ dễ phải thở bằng miệng, do vậy họng rất dễ khô, rát và bị ho. Giải pháp đối phó với chứng ho, người bệnh ho trên 5 ngày, bất luận là tình trạng ho thế nào thì cần phải đi khám ngay. Nếu ho kéo dài hơn 3 tuần, điều trị bằng thuốc không giảm, có kèm theo sốt, ho có đờm xanh, nâu dỉ, vàng, ho ra máu, thở nông hoặc đau ngực khi ho, có thể là dấu hiệu của một số bệnh lý nguy hiểm. Đối với các bệnh nhân có tiền sử hen, lao phổi, huyết áp tăng, đau dạ dày, sụt cân nhiều nên đến bác sĩ tìm nguyên nhân để điều trị tận gốc như hen, viêm phế quản mạn, suy tim sung huyết, viêm phổi, lao phổi, viêm họng, viêm amidan, ung thư phổi. Điều quan trọng nhất là phải phòng bệnh, nhất là vào ngày nóng lạnh thất thường người bệnh cần năng luyện tập thể dục thể thao phù hợp, ăn uống hợp lý, vệ sinh răng miệng, rèn luyện tính thích nghi với thời tiết khí hậu, tạo môi trường sống trong sạch, đó mới có hiệu quả thiết thực lâu dài cho sức khỏe. Lời khuyên cho người bị ho nhiều, bệnh nhân ho nên uống nhiều nước mỗi ngày, tránh ở môi trường khô và lạnh, nhất là điều hòa, tránh các yếu tố gây kích thích như khói thuốc, khói than, bụi, mùi khí lạ, phấn hoa, lông xúc vật, không ăn uống quá nhiều đồ nóng gây kích thích vòm họng, giữ ấm cổ, ngực. Nên sông hơi nóng cho đường mũi họng bằng tinh dầu bạc hà, khuynh diệp. Việc hít ngửi hơi nóng sẽ giúp làm loãng chất nhầy, chất đờm đặc, giúp khạc ra đờm dễ dàng hơn. Nên nghỉ ngơi nhiều, ăn hoa quả, uống nước cam, chanh, ăn tỏi, hành, hẹ để hỗ trợ thêm hệ miễn dịch. Quý vị và các bạn thân mến, những thói quen sai lầm về sử dụng đồ uống ngày Tết sẽ là nội dung chính trong một thông tin sức khỏe ngày mai. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau